Nào, nếu bạn cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi nghe đến blockchain thì đừng lo, bạn không hề đơn độc đâu. Cùng nhau giải mã blockchain nhé. Hãy tưởng tượng blockchain như một cuốn sổ, cái kỹ thuật số siêu bảo mật. Mỗi giao dịch là một khối thông tin và những khối này liên kết với nhau, tạo thành một chuỗi. Vậy điều gì khiến blockchain trở nên đặc biệt? Đầu tiên, nó hoạt động phi tập trung. Không có một tổ chức nào kiểm soát toàn bộ, nghĩa là blockchain mang đến sự minh bạch và bảo mật cao hơn. Hơn nữa, việc giả mạo thông tin trên blockchain là gần như bất khả thi. Một khi khởi thông tin được thêm vào, nó sẽ ở đó vĩnh viễn. Nhưng khoản đã, không phải mọi thứ đều hoàn hảo đâu nhé. Blockchain có thể hoạt động khá chậm và tốn nhiều năng lượng. Ngoài ra, vì đây vẫn là công nghệ tương đối mới, nên vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn và thách thức về quy định. Vậy bạn có nên quan tâm đến blockchain? Chắc chắn rồi. Blockchain có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp, từ tài chính đến y tế. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ công nghệ nào, blockchain có cả ưu và nhược điểm. Bạn tò mò muốn tìm hiểu thêm, hãy bấm nút theo dõi và đón xem những video tiếp theo nhé. Blockchain có thể chính là tương lai, bạn đã sẵn sàng chưa?